chào mấy anh em bên cộng đồng mạng nha, với chị em đầu, với mấy anh YouTube, với trong ngoài nước, nhiều sức khỏe, là làm ăn phát tài. Một lời chào thân thương nhất, rồi xin chào. Dạ, em muốn xin chào mấy anh YouTube trong nước và ngoài nước, nhiều sức khỏe. Dạ. Trời, bữa nay có bị nào đẹp quá ta. Dạ. Ha. Dạ. Bữa nay đâu hôm qua không có, giờ có ha. Đẹp quá ha. Nước ngoài cho em lúc trước. Nghe ha. Ừ. Hôm nay chú Năm dẫn chị Tiền đi đâu chứ vậy chú Năm? Đi bến Ninh Kiều chơi á. Đi bến Ninh Kiều á. Ừ. Trời ơi. À, em nào giờ có biết đó không? Dạ chưa tôi biết nào. Dạ, biết trời, chỗ đó vui lắm. Dạ. Chỗ đó dưới có gì, ở dưới có sông tàu đâu chứ. Ừ. Ở dưới người ta có ca nhạc đâu chứ. Dạ. Tay giới thiệu dẫn ta đi luôn đi Năm. Ừ á, vậy nữa em đi vui lắm. Dạ. Ừ. Chuyện này là dẫn chị Tiền đi cầu tình yêu luôn nha. Cầu tình yêu có luôn, cầu tình yêu là đi luôn. Hôm qua chị Tiền dẫn chú Năm đi làng hoa Sa Đéc, thì hôm nay chú Năm dẫn chị Tiền đi rồi. Cầu tình yêu. Ừ. Vô chổng là đừng, mình phải nghiêm chỉnh hẹn thề này nọ nha. Được, nha. Ừ, đúng rồi, cái đó là phải là ấy đó, là cầu tình yêu đó là nó có một cái sự tích. Chữ tích, tích là nó hai đứa hẹn hò rồi cái này kia nó không thà ấy đó, phải không? Nó thành đó. Vậy mình tới đó mình hẹn hò luôn nha. Ừ, mà nếu mà người nào mà hẹn hò không thành là không được à. Dạ. Ừ, cái chỗ đó không thành sao mình dẫn tới đó anh chị? Thì bởi vậy nó ta phát lời hứa đó. Dạ. Ừ, nó vậy đó. Bữa nay là qua tới là địa bàn của mình rồi, sẽ dẫn đi nhiều nơi ha. Rồi dẫn đi nhiều nơi luôn. Bữa nay, muốn chạy đi vô chùa Trúc Lâm rồi cũng đi luôn. Bữa nay nhìn ừ. Năm bóng ngới luôn kìa. Dạ, Năm đẹp trai lắm rồi. Tóc chạy bới. Ừ. Rùi chạy, chạy có ấy rồi ha. Dạ. Ừ. Tém rồi ha. À, tém rồi chứ. Sức keo rồi, tóc bóng loáng rồi. Ừ. Có hạt keo không? Hả? Có hạt keo chứ. Chưa, chưa. Không có. Sao nó bóng dữ vậy? Sao nó bóng dữ vậy? Chưa. Tại tóc là đẹp mà. Đẹp rồi sẵn mà. Dạ, đúng rồi. Là mồ hôi nó bóng hả? Không có, mới vừa ấy. Này giống như là dầu dừa phải không? Dừa phải, mới vừa ấy rồi lên đây. Đây. À, chào mấy anh mấy chị nha. Dạ, lai vô nhiều đi mấy anh mấy chị ơi. Dạ, lai vô nhiều. Lai nhiều đi. Ờ lai. Câu hồi xưa coi. Chào câu xưa giống như để ta nhớ mình. Chào ha. Nước trong nước ngoài đó. Bây giờ chào nước trong nước ngoài nha. Rồi chào với anh em YouTube đầu với mấy chị em nha. Rồi với là với bên cộng đồng mạng là cũng là nhiều sức khỏe nha. Rồi một lời chào cảm ơn nhiều nhất. Rồi xin chào. Dạ cảm ơn cái nhà xem nha, cái nhà. Nhà xem nha. Đó nói quý vị khán giả. La nhiều nhiều một chút nha. Hai chồng em la nhiều nhiều một chút nha. Chúc phúc với hai chồng em. Chúng tôi phải khó khăn mới đến được với nhau. Dạ, chúng tôi khó khăn mới được đến với nhau. Dạ, trong vòng tháng năm đã 4 bài, lần này bài thứ 5, hy vọng rằng là sẽ thành công ha. Dạ. Năm giờ này có suy nghĩ chín chắn rồi đúng không? Không á, bên đây là tôi, mấy bà này có chỉ em Tiền là đẹp nhất với đẹp trẻ nữa. Ừ, trẻ nữa. Hợp ý không? Hợp chứ. Thích hả? Thích không? Cái gì? Thích không? Thích chứ. Ghiền không? Ghiền không? Ghiền chứ. Trời ơi, đó. Thích lắm à. Dạ, em cũng thích anh lắm. Ừ. Là chuyến này anh Năm là xếp đồ đi theo chị Tiền luôn đó hả? Đi theo bán cái số rồi. Hai chồng bán cái số luôn. Ừ. Dạ, Tết đó, mình bán được lắm á Năm. Tết rồi bán bông nữa. Bán bông, bán cái số nữa ha. À, hai cái luôn. Rồi đầu đến mùa sầu riêng này, chị cũng phụ anh Năm. Dạ. Mà buôn bán sầu riêng. Dạ. Đó. Không, sầu riêng đó là lái vô cắt cái màu. Lái vô cắt mà mình quản lý về sao cái vấn đề mà hàng hóa của mình nữa. Hàng hóa của mình là bao nhiêu ký rồi vậy đó. Mấy tấn, mấy tấn. Chơi hàng tấn không rồi, chứ đâu hàng ký. Năm dường năm chơi tấn không? Ừ, chơi tấn. Nay chắc lụm cũng 5-6 tấn à. Ngon à. Cây trăm mấy đó. Hy vọng sầu riêng năm nay trúng giá đi, cho Năm có tiền, Năm rước nàng về Vinh. Ừ, trúng mà. Năm nay trúng. Rồi bữa nay Năm dẫn chị Tiền đi Cần Thơ là tính đi dẫn đi ăn món gì anh Năm?
Không biết em tiền muốn ăn món gì anh Năm đãi món đó hả? Dạ, ăn cái gì cũng được, anh cho cái gì ăn cái đó. Dạ. Vậy chị Tiền thích nhất món gì? Tâm sự với anh Năm nhiều nhiều vô cho anh Năm hiểu hơn. Dạ, món gì cũng thích được. Thích món gì? Dạ, món gì cũng được. Có anh Năm là được rồi. Có anh Năm là được rồi. Trời, có anh Năm cũng no rồi đó, thấy chưa? Thấy chưa? Nhưng mà anh Năm có dự định là dẫn đi quán nào không Năm? Ăn món gì không? Hồi đó tới giờ có đi dưới đó mà cũng chưa chắc, đi xuống tàu. Xuống tàu hả? Ờ, xuống tàu. Du thuyền á Năm. Hả? Du thuyền á. Du thuyền đó, xuống du thuyền đó. Rồi. Du thuyền là chạy vòng vòng sông luôn đó. Vòng sông rồi ra ngoài là cái cầu thơ đâu luôn á, cầu thương đâu đó. Dạ. Tức là du thuyền ăn Năm lái hay sao? Không có người ta. Dạ. Trời ơi, tôi lái, tôi có bằng đâu mà lái trời. Em có biết đâu, tôi lái du thuyền đi, chở chị Tiền đi. Đâu có, nó ở trên đó nó mấy tầng á, cái thuyền đó mấy tầng à. Anh có bằng lái máy bay chưa Năm? Có, tôi có bằng lái máy bay kia. Nó hai loại à, có lái máy bay thiệt, máy bay kia. Tôi có mấy bằng? Hả? Có mấy bằng, anh có hai bằng luôn hả? Tôi hai bằng á. Bằng giỏi, bằng dở nữa. Anh Năm bằng leo dừa, đủ thứ bằng hết trơn. Mở ốc rồi cũng bằng không á. Có cái bằng bắt dẹp không? Có luôn. Nói chung về anh Năm chuyên về những cái kiểu mà nông nghiệp á, kiểu vườn tược thì anh Năm rất là giỏi. Giỏi, luôn. Rất là giỏi. Nhưng mà nếu mà đặc biệt là về cây sầu riêng thì rất là ok. Mà tôi cũng giỏi về bên kia nữa. Giỏi bên nào? Giỏi bên phụ nữ. Bên nào nữa? Bên phụ nữ. Mà tức là giỏi về cái gì? Bắt dẹm đâu á. Bắt dẹm rồi treo gì? Bắt dẹm cho phụ nữ ăn. Ờ, với chồng bữa năm rồi á. Chồng bữa năm rồi hả? Ừ, em năm rồi. Em thấy chồng thích thái không mà. Không, bữa năm rồi nữa. Bữa năm rồi ha. Ừ. Năm giỏi chuyện đó. Dạ, cũng giỏi, giỏi nhiều chuyện. Giỏi gì em phớ đó. Đó, hay chưa? Giỏi gì em phớ. Nhưng mà sao nghe đồ bên Năm yếu mà, nghe người ta đồn. Đầu yếu. Nó không yếu. Nó thì có không anh? Nếu nó hạp mới được, còn không hạp thì nó yếu lắm. Dạ, đúng rồi. Ta đồn sai hay sao? Đúng rồi. Sai ha. Hả? Đúng rồi, Vinh như thí dụ hạp là nó mới được, không hạp là nó yếu. Dạ. Hiểu không? Dạ. Cái gì nó không phải tâm lý. Đúng rồi, hạp mới được. Hạp mới được. Hạp chưa Năm? Hả? Hạp chưa? Hạp rồi. Hạp rồi ha. Ừ. Có lý vậy ha. Ừ, hạp rồi. Đông lắm nghe. Ừ. Anh tìm bữa này đẹp quá ta. Dạ. Người đẹp của lòng anh hả? Không. Này đẹp như hoa trinh nữ rồi trời. Như hoa phong lan. Em hỏi anh Năm nè, Tiền hôm nay hôm qua hôm nào đẹp? Ừ. Trời ơi, hôm nay luôn rồi. Kiểu này là bác sĩ không cứu rồi. Nói như cái gì mình, cái chuyện hôn trai là chuyện là như bên nước ngoài thôi á. Yeah, cái gì mà trân trọng phụ nữ. Trân trọng phụ nữ cũng như thí dụ bắt tay người ta cũng ấy gì thôi á, có gì. Đúng không mấy chị em anh em? Lai nhiều chút cho mấy chị em ơi. Chứ đừng cái gì sống vui, sống khỏe đi, sống mạnh đồ. Đúng không mấy chị em? Đây chúng nữa chị em like vô nhiều nữa, bữa nay đi là bến Ninh Kiều này xuống với phi thuyền du thuyền. Dạ. Thôi bây giờ anh Năm mà gác ra ngoài bến đó, anh Năm bước một chiếc thuyền. Ừ. Anh Năm chèo chở chị Tuyền đi được nó mới gắn tình chứ. Ok. Ờ, Năm về sông nước mà đồng bằng sông Cửu Long cơ mà. Hay có một cái trò chơi này là nó cũng là lãng mạn lắm là anh Năm. Lát anh Năm ra ngoài, anh Năm bước một chiếc xe đạp. Anh Năm chở chị Tuyền qua cầu Cần Thơ cho em coi luôn. Ok. Ờ, chở chị Tuyền chạy luôn được hả? Qua cầu Cần Thơ đi xe đạp nghe. Ừ. Nói phải làm cho anh Năm nha. Rồi. Làm. Ok. Chào nha, chào mấy chị em. Mà sao chị sao không có tôi chào mà sao tôi nhìn dưới này không trời? Chào nhìn dưới giò. Dạ, thẳng dưới chị Năm. Không có. Hả? Dạ. Chào. Dạ. Dạ. Thấy được dép, bữa nay dép lạ ta. Hôm qua hôm qua mang dép lạ, bữa nay dép lạ. Em mới mua làm chồng không xuống. Em mới mua đó. Coi được dép. Không có coi được dép làm sao vòng đây coi. Không có coi được dép à. Dạ mua kìa. Dạ. Rồi. Giờ mới giúp lại kìa. Giờ mới giúp lại coi. Hả? Giờ mới giúp. Ừ. Rồi. Rồi chưa? Rồi chúc trong ngoài nước nha, với anh em là
YouTube nè với cộng đồng mạng rồi chào cả nhà hết. Năm nói tập phim thứ mấy? Hả? Tập phim này là tập phim thứ năm. Trong series Anh Năm và 10 cô gái. Trong sầu riêng 10 cô gái đó. Đó là năm là làm phim cho mấy chị em coi nha. Yeah. Rồi ghi gắn like vô nhiều đi. Vui thôi nghe mấy chị em. Nha mấy chị em nha. Vui thôi. Rồi.